Xin chào tất cả mọi người nhé. Mình thấy trong cái hệ thống điều hòa không khí mà sử dụng nước chiller ấy, nó là cái hệ thống lớn ấy, thì cái vấn đề mà điều khiển áp suất, bù áp suất nó tương đối là quan trọng. Thì mình thấy một số các cái tòa nhà người ta hay sử dụng cái loại bình gọi là bình ổn áp để mà điều khiển áp suất cộng với cả bơm. Đây là một cái bình như vậy các bạn này. Đấy, thì cái bình này ấy, các cái bình này của mình là bình nhỏ nhá. Bình này nó chỉ ổn áp cho một cái con Aru này thôi. Tuy nhiên đây thì đối với các cái hệ thống khác người ta cũng dùng bình ổn áp, nhưng dùng cái bình to hơn chút, có thể cộng với cả cái phần bơm khí nữa. Thì cái bình ổn áp này ấy, nó gồm có hai lớp. Đấy, cái lớp ngoài này các bạn này, nó là bằng, thường bằng sắt hoặc là bằng kim loại, và một cái lớp nữa ở bên trong nó là cái lớp màng cao su. Cái màng này là màng giãn nở, thì cái phần nước nó sẽ bơm vào trong cái màng cao su đấy. Còn giữa cái màng cao su và cái lớp vỏ này, nó được bơm một cái áp suất khí vào. Áp suất khí bơm khí bình thường thì như con này nó bơm vào đây là 1,53 nhá các bạn nhá. Còn cái hoạt động của nó thì con này nó hoạt động được 13 tối đa. Đấy, thì đây là một cái bình ổn áp. Thế thì khi mà cái hệ thống nó bơm nó chạy đúng không ạ, thì cái áp suất nó sẽ giãn ra đột ngột nếu mà không có cái hệ thống ổn áp này. Tuy nhiên khi mà cái bơm nó chạy, cái hệ thống ổn áp này nó sẽ giãn. Đấy, cả cái phần khí và cái phần màng cao su nó sẽ giãn để nó giảm cái áp suất đột ngột cho cái bơm. Và khi mà cái bơm tắt thì nó sẽ giãn nó từ từ, nó không đẩy một phát ra. Đấy, thì đối với cái bình này, chú ý của nó là thi thoảng các bạn mở các cái núm này ra nhé. Trong này nó có cái van giống như cái van, nó giống như là cái van xe máy này. Đấy, các bạn bơm cái áp suất 1,53 vào đây, kiểm tra hoặc là tức là kiểm tra cho cái đồng hồ, kiểm tra hoặc là bơm cho nó đủ khoảng 1,53 là ok. Đấy là đối với các cái loại mà sử dụng bình các bạn nhé. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái loại ổn áp. Nó không dùng cái bình này, không dùng cái màng cao su này mà nó sử dụng bơm các bạn nhé. À, các bạn đi theo mình. Đi theo mình. Đấy. Đây, cái hệ thống bơm rất nhiều như này mà sử dụng các loại ổn áp như vậy thì nó không hiệu quả. Đấy, thì đây nha, đây là cái hệ thống sử dụng cái bơm này các bạn này. Nó nhỏ như này thôi, nhưng mà tác dụng của nó rất là lớn đấy. Ổn áp rất là luột, rất là luột luôn các bạn nhé. Nó dùng luột như là một em 18 mà trắng mút đấy, không có điểm nào gần sóng luôn. Đây là cái bình nhá, nhưng mà cái bình này nó không phải là bình giãn nở mà như nãy mình nói cho các bạn nhá. Đây nó chỉ là cái bình chứa thôi, bình chứa nước các bạn nhá. Nó giống như cái bể đấy, như cái bể nước ăn nhà các bạn ấy, nhưng mà cái này cái dung tích nó lớn, nó là 10.000 lít. Đây là cái bơm này, đây là cái hệ thống bơm. Cái bình này này nó làm nhiệm vụ cung cấp nước cho cái bơm này hoạt động. Đấy, thì cái này hoạt động như nào? Đây các bạn này, thì nó có 3 đường tất cả. Đối với cái cục bơm này thì cái đường thứ nhất này, cái đường này là cái đường mà nó bơm vào, nó sử dụng hai con bơm này nhá. Đối với hệ thống lớn nó sử dụng hai cái bơm này. Hai cái bơm 1,1 kW này nó bơm vào cái hệ thống, cho nên nó bơm vào để nó căng áp ấy. Hai cái loại bơm này là bơm áp suất nhá, bơm nén nhá. Và đây là cái con cảm biến để nó đo áp suất về này. Và áp suất của hệ thống nó được đo bởi cái con sensor này. Đấy. Và khi bơm lên nó cũng đo vào con này để nó điều chỉnh cái bơm này, bơm đến đâu, bơm như nào. Đấy. Cái đường thứ hai là cái đường này các bạn nhé. Đây nó có hai đường song song này. Đấy. Đường thứ hai là đường này. Đường này là cái đường cũng lấy từ cái hệ thống, đường ống về lấy từ cái các cái đường ống cấp của hệ thống điều hòa về để nó làm cái gì? Nó qua hai con van điện từ này. Đây các bạn này, nó qua cái bộ van điện từ này nhá.
khi mà áp suất lớn là nó xả con này về. Đấy thì tính năng thì tí nữa mình sẽ nói qua. Đấy, cái đường thứ ba là đường này các bạn này, nó lấy từ hệ thống nước sạch, nước sạch của thành phố nhé. Đấy, lấy nước sạch thành phố thì nó sẽ cấp, nó đưa về cái bình này. Nếu là cần thiết thì nó đưa về hệ thống. Đấy các bạn này. Đấy, dưới cái bình này này thì ở cái điểm kia các bạn này. Đấy các bạn có thể nhìn thấy cái điểm xa xa bên chân bên kia kìa. Đấy cái điểm này các bạn này. Đấy. Điểm này nó là một cái cân nhá. Là một cái cân để cân trọng lượng của cái bình này để nó báo về cái hệ thống này. Đấy. Thì cái nguyên lý hoạt động của nó như này. Cái đầu tiên đấy chính là cái con cảm biến áp suất kia. Đấy, cảm biến áp suất ở cái đường cấp này nhá. Bạn này, đây cảm biến áp suất đây. Nó sẽ đo áp suất về cái bộ điều khiển. Bộ khiển này chúng ta có thể lập trình bằng một con POC hoặc là mua sẵn. Đấy thì khi mà cái cảm biến áp suất nó đo về đây. Nó đo về đây cái áp suất thì nó sẽ so sánh với cả cái áp suất mà chúng ta đặt. Ví dụ áp suất hệ thống của mình đang đặt là 5,3 thì con này nó báo về đây 5,3 này các bạn này. Đấy, còn cái cân nhỉ, cái cân vừa nãy mình nói thì nó đo nó báo về đây là 11%, tức là cái bình này nó đang chứa 11%. Còn cái số dưới này chính là nó đo từ cái bộ đếm của cái đồng hồ này này. Nó đo cái lưu lượng nước mà chúng ta từ ngày hoạt động đến giờ mà chúng ta mất đi bằng cái nước thì nó sẽ bơm bù vào cái hệ thống này. Thế đầu tiên ấy, nguyên lý hoạt động của nó là nó phải đo được các cái tham số về. Đây là tham số áp suất và tham số của cái bình này. Thế thì cái áp suất này nó điều chỉnh như thế nào? Thì khi mà cái áp suất chúng ta đặt, áp suất chúng ta đặt nó so sánh với con áp suất của con cảm biến kia báo về, thì nếu nó thấp hơn, nó thấp hơn thì nó sẽ đặt một cái giải delta là 0,23. Nếu thấp hơn 0,23 thì thấp hơn cái áp suất đặt 0,23 thì nó sẽ bắt đầu chạy cái bơm này. Và cái bơm này nó chạy trong vòng khoảng 2 phút mà không đủ, không đẩy áp suất lên được thì nó sẽ gọi thêm con bơm này. Thế là gọi hai con bơm. Đấy. Để nó chạy, nó bơm cái áp suất vào hệ thống để cho nó đủ. Đủ áp suất. Thế khi nào nó đến 5,43, chắc là nó chênh cái mà ở trên 0,2 nữa, tức là nếu chúng ta đặt là 0,2 dưới 0,2 trên, tức là nó sẽ bơm tổng là 0,43 thì nó sẽ dừng lại, dừng bơm lại. Đấy, thì khi mà cái áp suất nó vượt quá cái ngưỡng áp suất đặt, nó vượt quá lên đấy, thì trong một cái khoảng thời gian ngắn thì nó sẽ mở hai cái van điện từ này các bạn. Mở hai cái van điện từ này. Đấy, nó có hai cái con van điện từ này, nó mở từng con một nhé. Nó mở mà trong thời gian một lúc không được thì nó mở hai. Tuy nhiên nó sẽ mở lần lượt từng con một. Thì cái hệ thống nước từ trong các cái đường ống cấp kia nó lại xả ngược về. Nó xả ngược về cái bình chứa, thì ở đây cái bình chứa đây các bạn này. Nó xả ngược về cái bình chứa này. Cái bình chứa nó sẽ chứa nước. Tức là cứ anh xả bao nhiêu chứa bao nhiêu con lại, khi mà thiếu áp thì cái thằng bơm nó lại lấy nước từ cái bình này nó bơm ra. Nên tại sao mình nói là cái bình này nó chỉ là cái bình chứa là ở cái chỗ như vậy. Nó lấy nước nó bơm ra. Và khi thừa áp nó xả ngược về. Và nó có một con đường thứ ba nãy mình nói là chính là cái đường này này. Thì nó gắn vào đây một con van điện từ, một con đếm. Đếm. Thì khi mà cái hệ thống nước trong cái bình này này, trong cái bình này mà nó bơm mà xuống dưới 6% thì nó bắt đầu mở cái van điện từ này, mở cái van điện từ này để nó lấy nước từ hệ thống nước sạch về cái bình này, để lên tới 12% thì bắt đầu nó dừng lại. Con này chỉ điều khiển từ 6 đến 12% nha các bạn nhé. Đấy, thế thì khi mà nó đầy quá cái bình này, đầy quá đúng không ạ, cái bình này, bình chứa này ví dụ như là vì do lỗi là gì đẩy quá thì mà cái van này vẫn mở,
thì nước đầy quá đúng không ạ, căng cái áp suất căng lên thì nó sẽ được, hoặc là cái hệ thống nó xả về nhiều quá thì nó sẽ được xả đi bởi cái con van an toàn này. Con van này là van quá áp, nó đặt một cái giới hạn áp suất mà khi quá thì nó sẽ phun ra đây. Đấy, thì đấy là về phần của cái van và cái bơm. À, cái van cái bơm. Thế còn nó còn một số cái tính năng nữa, đó là cái tính năng bảo vệ. Thế bảo vệ như thế nào? Thì đối với cái hệ thống điều hòa không khí là cái hệ thống kín, cho nên là thường mà mất nước ấy, nếu như là bình thường không mở không xả thì cái lượng nước hao hụt ở cái lượng nước hồi nó rất là nhỏ, để mất áp suất là mất rất nhỏ. Đây khi bơm nó chỉ bơm trong thời gian ngắn thì nó sẽ khống chế con bơm này các bạn nhé, nó khống chế con bơm này về thời gian chạy trong vòng một ngày. Ví dụ một ngày nó cho anh là 400 lít nước. À, tức là con này thì nó tính theo giờ này. Hai cái bơm này mà chạy một ngày, ví dụ nó cho anh chạy tối đa là 30 phút chẳng hạn, thì nó sẽ báo lỗi. Mà khi nó báo lỗi thì anh buộc phải reset thì nó mới chạy tiếp. Còn nếu không ấy, thì nó sẽ dừng lại nhá. Thì áp suất anh tụt nó không chạy nữa. Để nó bảo vệ chống vỡ đường ống ấy mà chúng ta lại cứ bơm vào. Tức là nếu cái đầu ra của nó mà vỡ đường ống thì nó sẽ dừng lại toàn bộ và nó sẽ không bơm nữa. Đấy là cái phần phần điều khiển thời gian chạy bơm. Đấy, thế còn cái mà van điện từ thứ ba này này, nó cũng chỉ cho mở cái khối lượng một ngày, ví dụ như là anh lấy vào là theo cái khối lượng là 10.000 lít đúng không ạ, thì nó chỉ cho anh một ngày là anh bơm không quá, anh lấy không quá một khối chẳng hạn, thì khi mà quá nó sẽ không cho con van này mở nữa mà nó sẽ báo lỗi nhé các bạn nhé. Và một cái nữa là khi mà cái van này này mà xả lâu quá thì nó cũng định nghĩa đấy là lỗi và nó cũng báo lỗi. Thì như con này nó đang báo một cái lỗi này các bạn này. Đấy thì mình sẽ reset cái lỗi này để xem nó lỗi gì. Đây. À, fin correct. Tức là cái này là như nó lấy nhiều nước quá do cái đầu ra mình lấy nước. Đấy là cái điền đầy nó đang lỗi, cái phần điền đầy. Đấy. Mình sẽ reset nó. Nó sẽ báo lỗi. Đấy, còn đây là một cái cụm dơ le thôi. Cái cụm này thì thực ra thì nó, nếu nó kết nối với cái hệ thống BMS, có nghĩa là khi mà cái thằng này nó báo lỗi này thì nó có các cái kiểu lỗi, cái loại lỗi ở đây. Ví dụ như là áp suất quá cao này, áp suất thấp này, rồi mức nước quá cao, mức nước quá thấp, thì mỗi lần cái nó sẽ báo một cái trạng thái ở đây thì nó sẽ đóng một cái tiếp điểm dơ le, và sau cái tiếp điểm dơ le đấy người ta sẽ lấy tín hiệu đấy đưa về hệ thống điều khiển từ xa để giám sát cái trạng thái của nó thôi. Còn cái bơm này nó hoạt động là tự động, hoàn toàn tự động. Đấy các bạn nhé. Tức là nó tự động khi mà áp suất vượt ngưỡng đặt thì nó sẽ xả ngược về cái bình này, bình chứa. Và khi cái áp suất mà thấp hơn áp suất đặt thì nó sẽ sử dụng hai con bơm này, nó bơm vào và nó giữ cái áp suất ổn định ở cái mức gọi là cái delta chênh lệch của nó. Thường ở đây nó đặt khoảng độ 0,4, tức là nó lệch nhau khoảng 0,4, tức là đặt cái áp suất hệ thống thì nó sẽ điều chỉnh ở cái giải delta rất là mượt, 0,2 đến 0,43 thôi. Thế là cái hệ thống nó rất là tối ưu. Bơm, hai cái bơm này là nhiều chỗ hay dùng cái kia nó không tiện mà nó không ấy bằng cái này. Đấy, thế là review qua các bạn về cái cách thức cũng như là cái hệ thống bơm bù áp nó hoạt động như vậy. Nếu các bạn mà thấy video này mà hay, có ích thì các bạn có thể nhấn vào đăng ký kênh nhé, để khi mà có cái video mới thì các bạn sẽ là người biết đầu tiên. Xin chào và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.